các loại thuốc trị táo bón cho trẻ đang là chủ đề được nhiều ba mẹ quan tâm tìm hiểu táo bón nếu không được điều trị kịp thời sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiêu hóa và sự phát triển toàn diện của trẻ mời ba mẹ cùng theo dõi những thông tin hữu ích về chủ đề táo bón qua video sau đây hiểu đúng về táo bón ở trẻ trẻ được coi là táo bón khi nào ba mẹ thường nhận định trẻ táo bón khi đi ngoài khó khăn và không thường xuyên. Tuy nhiên, theo chuẩn nhi khoa, trẻ được chẩn đoán có táo bón khi có trên hai tiêu chí sau đây. Đi ít hơn 2 lần đại tiện trên tuần, nhiều hơn một lần xón phân trên tuần ở trẻ đã biết đi đại tiện. Trẻ có tiền sử ứ phân nhiều lần, trẻ có tiền sử đi đại tiện đau, khó khăn, trẻ có hiện diện khối phân lớn trong trực tràng. Trẻ từng đi đại tiện phân to tắc toilet, Ngoài ra cần đảm bảo các triệu chứng trên kéo dài trong khoảng một tháng với trẻ nhỏ hơn 4 tuổi và 2 tháng với trẻ lớn 4 tuổi. Ba mẹ hãy chú ý đối chiếu với các tiêu chí trên xem trẻ có đúng đang mắc táo bón không nhé. Trẻ táo bón nguyên nhân do đâu? Hiểu đúng về nguyên nhân gây táo bón sẽ giúp ba mẹ lựa chọn các loại thuốc trị táo bón cho trẻ chính xác và hiệu quả. Thông thường, táo bón ở trẻ thường do một số nguyên nhân sau gây ra. Trẻ mắc một số bệnh dễ gây táo bón như Bệnh phình đại đến trực tràng, bệnh giả tắc ruột mãn tính, hoặc một số bệnh như hẹp đại tràng, sẹo dính tật hậu môn đến trực tràng, trẻ gặp vấn đề với hệ thần kinh cũng là nguyên nhân gây táo bón. Cụ thể một số bệnh như viêm não, bại não bẩm sinh, thoát vị màng não tủy, chèn ép tủy. Trẻ bị rối loạn chức năng co bóp và tái hấp thu nước của hệ tiêu hóa, chế độ ăn của trẻ không hợp lý như ăn kém. Không đủ khối lượng thức ăn để tạo phân, thiếu nước hoặc thiếu chất xơ trong khẩu phần trẻ gặp vấn đề về tâm lý như sợ đi vệ sinh ở lớp, trẻ có thói quen nhịn đi vệ sinh. Tìm hiểu, các loại thuốc trị táo bón cho trẻ. Táo bón khiến trẻ khó chịu và ăn uống kém. Bởi vậy việc tìm ra các loại thuốc chữa táo bón cho trẻ hiệu quả là vô cùng cần thiết. Thông thường, chia theo cơ chế tác dụng có 5 loại thuốc trị táo bón cơ bản như sau. Các loại thuốc trị táo bón cho trẻ, chất sơ tạo phân, bổ sung chất xơ để hỗ trợ tạo khối phân là cơ chế cũng như loại thuốc trị táo bón đầu tiên được đề cập. Chất xơ ở đây chủ yếu là chất xơ hòa tan được lấy từ vỏ của các loại hạt và rau củ. Khi sử dụng chất xơ tạo phân, chất xơ sẽ làm mềm khối phân cứng đang tắc trong trực tràng của trẻ. Sau đó chúng giúp hút nước trong ruột và tạo nhu động giúp trẻ đào thải phân ra ngoài dễ dàng. Thuốc tạo phân thường không có tác dụng ngày mà phải sau từ 1 đến 3 ngày sử dụng thuốc. Ba mẹ lưu ý cho trẻ uống đủ nước khi sử dụng thuốc này nhé thuốc làm mềm phân cải thiện táo bón ở trẻ. Thuốc làm mềm phân là nhóm thuốc trị táo bón cho trẻ tiếp theo. Tên gọi của chúng đã phần nào gợi ý về cơ chế tác dụng của thuốc. Khi dùng loại thuốc này, phân của trẻ sẽ được làm mềm ra nhanh chóng. Nếu dùng theo liều cao, trẻ có thể đi ngoài phân lỏng như nước. Thuốc giúp trẻ đi ngoài dễ dàng không cần dặn nhiều và gần như đi thụ động. Do vậy, nếu dùng kéo dài, ba mẹ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về thời gian và liều dùng nhé. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu trị táo bón cho trẻ. Loại thuốc trị táo bón cho trẻ tiếp theo được đề cập là thuốc nhuận tràng thẩm thấu. Cơ chế tác dụng của loại thuốc này như sau. Thuốc giúp tăng lượng nước trong lòng ruột của trẻ. Đồng thời, thuốc làm giảm hấp thu nước ở lòng ruột, hai cơ chế này sẽ giúp phân trẻ mềm hơn, không bị to, cứng và gây đau khi đi vệ sinh. Tuy nhiên, thuốc thường không phát huy tác dụng ngay lập tức. Khoảng 24 giờ hoặc vài ngày sau khi uống thuốc thì mới có hiệu quả. Các loại thuốc trị táo bón. Thuốc nhuận tràng kích thích. Thuốc nhuận tràng kích thích cũng là một trong năm loại thuốc trị táo bón cho trẻ. Thông thường, chỉ khi không đáp ứng với ba loại trên bác sĩ mới chuyển chỉ định sang nhóm thuốc nhuận tràng kích thích này. Chúng có cơ chế tác dụng làm tăng co bóp cơ đại tràng và tăng nhu động ruột. Từ đó, gián tiếp giúp trẻ đẩy phân ra ngoài nhanh hơn. Thuốc thường đạt hiệu quả tốt nhất từ 8 đến 12 giờ sau khi sử dụng. Các loại thuốc trị táo bón cho trẻ. Men vi sinh hỗ trợ một trong các loại thuốc trị táo bón cho trẻ hiệu quả chính là men vi sinh táo bón đặc biệt là táo bón mãn tính kéo dài nó thường gây tổn thương mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột bổ sung men vi sinh hỗ trợ được coi như một giải pháp an toàn và hiệu quả cho trẻ táo bón ba mẹ có thể lựa chọn nguồn men vi sinh từ thực phẩm lên men tự nhiên như sữa chua hoặc các sản phẩm men có sẵn sản phẩm bổ sung lợi khuẩn an toàn cho bé sử dụng Cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold, đây là một thương hiệu đã có tuổi đời hơn 120 năm, được thành lập vào năm 1899. Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số một Nhật Bản. Sản phẩm của tập đoàn Amano được phân phối trên toàn thế giới. Cụ thể, tại hơn 100 quốc gia, tại 10.000 chuỗi nhà thuốc, đại siêu thị và hệ thống siêu thị. Sản phẩm được thạc sĩ Dược Lê Minh Tuấn tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội khuyên dùng cho bé và cả người lớn bị táo bón. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm và dược sĩ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tin tưởng vào lợi ích đem lại cho sức khỏe của sản phẩm này đối với trẻ em và người lớn. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại, men vi sinh chứa hàng tỷ lợi khuẩn. Đặc biệt men vi sinh vượt trội hơn sữa chua ở một khía cạnh, lợi khuẩn được sản sinh dưới dạng bào tử. Hình thức này giúp vi khuẩn tốt tồn tại lâu hơn trong môi trường khắc nghiệt, ví dụ như nắng nóng, axit dạ dày vì thế chất lượng và số lượng vi khuẩn tốt đến đường ruột cao hơn rất nhiều. Các sản phẩm sử dụng công nghệ này bao gồm Bioacimin Amano Enzyme -Gone. Lưu ý khi dùng thuốc trị táo bón cho trẻ. Bên cạnh việc hiểu về nguyên nhân và cơ chế của thuốc ba mẹ khi sử dụng các loại thuốc trị táo bón cho trẻ cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Ba mẹ nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trên bao bì và tham khảo cách uống theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Ba mẹ nên cho trẻ uống thuốc đúng giờ, không nên uống linh tinh trong ngày, ba mẹ tuyệt đối không nên tự ý thay đổi liều lượng, hoặc cắt liều hoặc ngừng thuốc táo bón cho trẻ. Nếu muốn kết hợp thuốc trị táo bón cho trẻ với sữa hoặc thức ăn hàng ngày, ba mẹ cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ, ba mẹ nên kiên trì theo đúng đơn thuốc bác sĩ đã kê để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Hy vọng video đã cung cấp cho ba mẹ những thông tin hữu ích về các loại thuốc trị táo bón cho trẻ. Chúc ba mẹ sớm tìm được giải pháp hỗ trợ kịp thời tình trạng táo bón của trẻ. Ba mẹ còn quan tâm lo lắng về vấn đề nào của trẻ? Hãy để lại câu hỏi để sớm được giải đáp nhé. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc lê minh tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích